Cao tốc Bến Lức Long Thành là dự án giao thông trọng điểm có vai trò huyết mạch trong việc kết nối khu vực miền Tây với miền Đông Nam Bộ. Đến nay, tiến độ thi công tại hai đoạn phía Đông và phía Tây của dự án cao tốc này đã cơ bản hoàn thiện. Hiện chủ đầu tư và nhà thầu đang gấp rút hoàn thành các công đoạn cuối cùng để đưa vào thông xe với hai đoạn tuyến, đặc biệt là nút giao Phước An đến quốc lộ 51 tại tỉnh Đồng Nai vào cuối tháng 11 này. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn khoảng hơn 2 tuần nữa là cao tốc Bến Lức Long Thành đoạn từ nút giao Phước An, huyện Nhân Trạch đến quốc lộ 51, huyện Long Thành sẽ thông xe. Và đây cũng là tín hiệu rất là vui, bởi vì sau thời gian dài thi công thì cao tốc Bến Lức Long Thành ở cái khu vực 7 km sẽ được thông xe để cho các tuyến giao thông lưu thông thuận lợi hơn. Tại công trường, các đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục cuối của hơn 7 km cao tốc Bến Lức Long Thành nhánh phía Đông, đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai. Cụ thể, các biển báo, biển chỉ dẫn, sơn, vạch kẻ, v.v. đã cơ bản hoàn thiện. Hiện các kỹ sư công nhân đang tất bật thi công 300 m cuối cùng trên đoạn tuyến để kịp thảm nhựa vào mốc thời gian dự kiến. Phía thi công cho biết, nếu thời tiết thuận lợi, khả năng lớn sẽ kịp hoàn thành để thông xe vào cuối tháng 11/2024 này. Nhà thầu đang sắp xếp là huy động toàn bộ là máy móc, là gần như máy móc bây giờ là sẵn sàng, vật liệu thì đã tập kết sẵn, thì bây giờ là nhà thầu sẽ làm việc liên tục, làm tăng ca và làm thông trưa, đặc biệt là mùa này thỉnh thoảng là hay có mưa cho nên là bắt buộc làm thông trưa rồi và làm tăng ca đêm, thì cũng sẽ cố gắng hết sức thì sẽ đảm bảo là đến 31 tháng 11 sẽ hoàn thành. Hiện tại thì chúng tôi đang tiếp cận triển khai thi công cỡ khoảng 96-97%, thì còn khoảng 300 m là đang thi công nền đường và chúng tôi cũng đang cố gắng gấp rút triển khai tăng ca, tăng kíp và cố gắng để hoàn thành đưa vào khai thác trong cuối tháng 11 này. Nhà thầu đã tập trung đầy đủ tất cả các vật tư, vật liệu trên công trường, cũng như là đã huy động thêm xe máy, thiết bị và tăng ca làm việc. Đấy, triển khai thi công ngày và đêm để mà cố gắng hoàn thành cái khối lượng còn lại. Tuyến cao tốc Bến Lức Long Thành dài 58 km đi qua 3 địa phương gồm Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh và Long An. Trong đó, đoạn qua tỉnh Đồng Nai dài gần 29 km đối với hơn 7 km sắp đưa vào khai thác tạm vào cuối tháng 11 này. Có khoảng 3,5 km đi xuyên qua rừng ngập mặn thuộc hai huyện Long Thành và Nhân Trạch. Do đó, trong quá trình thi công, ban quản lý các dự án đường cao tốc phía Nam phải trồng thay thế hoàn trả lại khoảng 15 hectare rừng. Sau khi được đưa vào khai thác tạm, 7 km cao tốc Bến Lức Long Thành được kỳ vọng sẽ hạn chế tình trạng kẹt xe tại nút giao quốc lộ 51, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây.